Hà Nội những ngày gần đây vô cùng nóng khi các ca cá mắc mới liên tục tăng, thậm chí liên tiếp gần chục ngày, thành phố dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Cùng với đó, thành phố hiện có 8 quận là vùng cam, nguy cơ cao. Theo chỉ đạo phòng chống dịch, các quận huyện ở cấp độ dịch 3, nguy cơ cao thực hiện hạn chế một số hoạt động dịch vụ. Vậy chi tiết 8 quận vùng cam của Hà Nội hiện tại chỉ thực hiện bán mang về như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo CDC Hà Nội, ca mắc mới từ 18 giờ ngày 26 tháng 12 đến 18 giờ ngày 27 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca COVID-19, trong đó có 658 ca cộng đồng và 1.290 ca trong khu cách ly phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 296, Đống Đa 182, Thanh Trị 136, Thanh Xuân 136, Bắc Từ Ly 120, Cầu Giấy 117, Gia Lâm 109, Ba Đình 90, Thường Tính 90, 1948 ca mắc mới phân bổ tại 335 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó có 658 ca cộng đồng ghi nhận tại 210 xã phường thuộc 30 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Hoàng Mai 117, Thanh Xuân 55, Thanh Trị 54, Gia Lâm 52, Cầu Giấy 49, Long Biên 42, Ba Đình 34, Nam Từ Liêm 30, Thường Tính 26 và Đống Đa 23. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021, 41.357 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 14.991 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 26.366 ca. Theo Sở Y tế, tới hết ngày 26 tháng 12, Hà Nội có 20.154 ca bệnh đang được điều trị trong đó tại bệnh viện là 2.460 ca, tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố là 2.429 ca, cơ sở thu dung của quận huyện là 5.005 ca và 10.260 người đang cách ly điều trị tại nhà. Sau khi thành phố Hà Nội công bố tăng cấp độ dịch 3, đối với nhiều địa bàn, nhiều hoạt động như ăn uống, thể dục thể thao ngoài trời vân vân bị hạn chế nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, Tại thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành, có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam, gồm có Hoàng Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai và Long Biên. Tại quận Đống Đa, từ 12 giờ ngày 13 tháng 12, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, toàn quận hạn chế các hoạt động hội hợp tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khác chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú được phép hoạt động không quá 50% công suất. Tại quận Hoàng Kiếm, chiều ngày 25 tháng 12, ngay sau khi thành phố Hà Nội công bố cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, quận Hoàng Kiếm ở cấp độ 3 đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng áp dụng từ 12 giờ ngày 26 tháng 12. Ủy ban Nhân dân quận đã đưa ra nhiều biện pháp siết chặt công tác phòng chống dịch, trong đó có hạn chế hoạt động tập trung đông người, cửa hàng ăn uống chỉ được bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm buôn bán tại chợ cốc, chợ tạm, các cơ sở hoạt động không quá 50% công suất. Trước đó, quận Hoàn Kiếm áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 3 với Nam Phường, gồm có Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bùm, Hàng Gai. Tại quận Hai Bà Trưng, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã có điều chỉnh để tương ứng với cấp độ 3 từ 12 giờ ngày 19 tháng 12. Theo đó, quận yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin, các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, Khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức, người lao động làm việc luân phiên. Học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến, các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hoạt động không quá 50% công suất. Tại quận Ba Đình từ trưa nay, 12 giờ ngày 27 tháng 12, toàn quận Ba Đình sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể, hạn chế các hoạt động hội hợp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, nước uống, không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất. Tại quận Hoàng Mai, từ 12 giờ ngày 27 tháng 12, 13 phường thuộc quận Hoàng Mai trừ phường Hoàng Liệt sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới. Cụ thể, hạn chế tụ tập đông người, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc, chợ tạm. Tại quận Nam Từ Liêm, từ 18 giờ ngày 26 tháng 12, áp dụng các biện pháp, không tổ chức các hoạt động hồi hợp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khác chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, Cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc, chợ tạm, chợ truyền thống chỉ được hoạt động các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu. Có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, vân vân. Tại quận Long Biên, từ 6 giờ hôm nay, ngày 27 tháng 12, Quận Long Biên trừ phường Sài Đông áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ 3. Các hoạt động sau đây trên địa bàn quận sẽ ngừng hoạt động, gồm có các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự, rạp chiếu phim, cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao vân vân. Ngoài ra, quận quy định cụ thể các trường hợp chỉ được phép mang về đối với các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các chợ, trung tâm thương mại, các tuyến đường và tuyến phố trọng điểm, gồm có Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp, Lâm Hạ, Hồng Tiến, Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Sài Đông, Vũ Xuân Thiệu, Ngô Gia Tự, Trường Lâm, Đức Giang, Việt Hưng, Nguyễn Cao Luyện, Kẻ Tạnh, Thép Mới, Lý Sơn, Ngọc Thụy, Gia Quốc, Lưu Khánh Đàm, Chu Huy Mân, Thập Bang, Phúc Lợi, Hội Xá và Ái Mộ. Các cơ sở còn lại được khuyến khích thực hiện bán hàng mang về, đăng ký bán hàng ăn uống tại chỗ với Ủy ban Nhân dân phường về số khách tối đa trong cùng một thời điểm bảo đảm không vượt quá 30% công suất chỗ ngồi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Quận cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn hoạt động không quá 50% công suất, cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu hoạt động không quá 30% công suất, tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp, dừng hoạt động đối với dịch vụ karaoke, massage, điện tử tại quận Tây Hồ, từ 12 giờ ngày 26 tháng 12, quận áp dụng các biện pháp không tổ chức các hoạt động hội hợp, sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tụ tập trên 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp, trừ dịch vụ cắt tóc, uống tóc, khu vui chơi giải trí, quán bar, karaoke, kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe, game, massage, phố đi bộ. Thưa quý vị, tình hình Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới những ngày cuối năm đã diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt từ khi biến thể Omicron xuất hiện. Biến thể mới này đã thay đổi nhiều kế hoạch, đảo luận cả kế hoạch đón năm mới của nhiều quốc gia. Trong những chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới xoay quanh tình hình Covid-19 trong nước và thế giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!